cái huy chương vàng, huy chương bạc của Olympic. Cái miếng sắt ngay giữa đó bằng cái gì không? Đó là cái tháp mà à, nổi tiếng đó, Ever Tower của bên um, Paris được lấy những cái miếng sắt đó làm trở thành Olympic. Wow, this is cool ha. Olympic huy chương đó, đó là nếu mà gold medal thì ngay giữa đó là cái lấy luôn cái tower đem về đó. Wow, that's nice nha. Yeah. <laughs> nha. Nice, yeah. Look at that, this is very cool Ở trong đây luôn đó. À, mình có thể xách luôn Paris về nhà. There we go, ngon lành ha. Đào lên biệt mới đó. Uh, yeah, ngon lành nha. Yeah. Um, đó là của đài báo cho biết this is very cool giàu lên biệt ha. Còn đây là của đài báo cho chúng ta biết thêm tin ngày hôm nay cũng về của phụ nữ. Cái này mọi người biết cô này là ai không? Cô này là cô Carol lần rồi đó Mà đài có chiếu cho mình xem Tới ngày hôm nay cô này đó Là tại sao mà à, ngày hôm nay cô ta trở lên Nằm ở trong cái billboard mà cô ca nhạc Mà nổi tiếng Mà nằm ở trên cái billboard của năm 2024 Trở thành woman of the year Đó là anh vậy Từ xưa tới giờ trên Hoa Kỳ đó nói về mà ca nhạc Mỹ thì thiếu gì nhưng mà ca nhạc Mỹ nó nằm trong cộng đồng của Mỹ thôi. Tới ngày hôm nay cô này là cái người ca nhạc Mỹ không có ca một cái câu nào của cái bản nhạc tiếng Anh hết nhưng mà ca nhạc tiếng Mỹ mà nằm trở nên thành cái Billboard mà nằm tính ra nhạc của Hoa Kỳ có nghĩa là nhạc ca bằng tiếng Anh thì tính ra cô này ngày hôm nay là ngon lành đó là cổ lại trở thành Woman of the Year. Cô này là ca nhạc, cô này tên là Carol v Cô ta là ca nhạc tiếng Mỹ thôi, chứ chưa bao giờ ca tiếng Anh lần nào chăng đó. Nhưng mà nằm hôm nay là đứng một trong những người phụ nữ nằm của năm 2024, à, sắp tới đó. Yeah, this is cool yeah. nha. Rất là mừng cho người Mỹ đó, được uh, nằm trên đó. À, còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết ngày hôm nay. Mọi người coi này nè, look at this. Đây đã... bắt đầu từ tháng 3 ngày 15 tây. Đây là Taylor Swift. Mọi người biết cái thua mới vừa của Taylor qua thì đã trở thành phim ảnh. Sau khi đó là phim ảnh chiếu ở trên rạp mới vừa chiếu đây cũng chưa bao lâu phải không? Hồi năm rồi. Mới vừa tháng 9, tháng 10 đó em thì không nhớ. Nhưng mà chiếu trên rạp tới ngày hôm nay là nó trở thành nằm ở trong Disney. Cũng cái phim đó nhưng mà cộng thêm rất là nhiều chi tiết từ những ca nhạc cái gì cái gì cái gì làm gì làm gì là đủ hết trơn đó thì trở thành nằm trong cái video mà nằm ở trên phim của Disney cộng mọi người có thể coi trên đó nếu mà ai có Disney. oh, quên nữa, không phải là coi có Disney có thể coi nhưng mà phải trả thêm là hai chục đồng để mà coi một lần thôi của Taylor của trong Disney cộng. There we go, Taylor ra video kế tiếp nữa đó đã sao go về cái ca nhạc đó của cô ta. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Đây là của đài MBC News báo cho biết. Vào buổi sáng ngày hôm nay, nằm bên Iceland, cái chỗ mà tourists tới rất là đông. Ngày hôm nay phải cần di tản. Kể từ tháng 12 tới bây giờ, đây là lần thứ ba ở bên Iceland bị động đất xảy ra. Sau khi động đất rồi thì núi lửa phun trào từ ở chỗ đó dăng ra luôn. Cái chỗ này đó là cách ở ngay cái chỗ làng mà đánh cá lần rồi bên Iceland chỉ có vài mao thôi. Thì chỗ làng đánh cá lần rồi bên Iceland thì nó bị núi lửa phun trào tét đất từ dưới văng lên nó trở thành nguyên một con đường dài nó vậy nè. Thì bây giờ tới chỗ khác nữa ở ngay Iceland. Hiện tại, trong lúc này, theo nhà chức trách, báo cho biết cái chỗ mà núi lửa phun trào mới, đó là không có đe dọa gì tới nguyên cái thành phố gần ở đó hết. Nhưng mà ngay bây giờ cũng đang lo, trên người ta bắt buộc phải rời khỏi vậy thôi đó là của đài báo cho chúng ta biết đài NBC News báo cho biết còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tên ngày hôm nay đây là của đài ABC News báo cho biết vào buổi sáng ngày hôm nay cái nhà thương nằm bên Chicago bị người ta tấn công vô bằng đường mạng đây là cái nhà thương của trẻ em tính ra tới ngày hôm nay là ngày thứ chín kể từ hồi bữa thứ tư hồi trần rồi tới bây giờ điện thoại ở trong đây cả luôn computer ở đây đều offline không có trên online ở đây là có những cái hồ sơ của trẻ em vô trong nhà thương chỗ này theo được cảnh báo cho biết có lẽ là cần cả tầng nữa thì nguyên cái nhà thương ở đây cái system mới làm lại đâu ra đó đây là một cái làm cho ảnh hưởng rất là lớn và cũng không biết là bao lâu và khi nào mới trả lời bình thường ngay lúc này thì cảnh sát và fbi cũng đang coi điều tra về chuyện này. Ngay bây giờ thì làm cho nhà thương ở đây họ hủy bỏ đi một số ca mổ mà cần thiết ở trong nhà thương. Nhà thương báo cho biết họ biết rõ ràng là về cái chuyện như vậy làm cho rất là khó chịu. Khó chịu không biết khi nào nhà thương mới giải quyết xong về tất cả những cái chuyện này ngay bây giờ điều tra vẫn còn điều tra tiếp tục ngay bây giờ họ làm liên tục để mà kiếm cách giải quyết về chuyện này à, họ sẽ coi tất cả khác nhau giống như về cái coi security của những gì mà những người ở đây đang làm và cả coi luôn từ điện thoại, từ những cái mobile, từ những cái gì của internet của ở trong đây coi chuyện gì xảy ra, cả coi luôn những cái system của họ có bị ai hack bỏ cái gì vô đó hay không, và coi coi nguyên cái server của trong nhà thương có có ai bỏ cái gì vô hay không. liên tiếp những nhà thương của trên Hoa Kỳ và thế giới là bị tấn công rất là nhiều những người hacker. Mới vừa lần rồi vừa qua thì có một nhóm mà cũng tấn công vô trong nhà thương. Tấn công vô trong nhà thương ở bên Chicago. Họ đòi là một million dollar, một triệu đô la nếu không thì họ sẽ đưa ra tất cả những information tất cả những chi tiết gì của người bệnh thịnh cho bán cho chợ đen cho nên đây là một cái rất là quan trọng à, làm cũng cho giống như của chỗ emergency đó phải đóng cửa emergency đóng cửa là tại vì người ta vô lý lịch đẩy tên vô rồi không chắc được cái này nọ thì không thể nào mà nhận người vô cho nên phải đóng cửa lộn xộn ở trơn trong lúc này. Đây là nằm bên Chicago, nhà thương bên đây bị cyber attack đó. Yeah, this is very crazy going on right now. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tình ngày hôm nay. Hold on. Đây là của đài CBS báo cho biết. Đối với những cái người mà ở trong dân biểu của Hoa Kỳ, đây là một cú đá rất là mạnh. Họ rất là nhiều thời gian họ bỏ ra để mà đưa ra tính toán làm sao oh, cái điều mới này giữa đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ để mà cho ai về biên giới của Hoa Kỳ đủ hết. Nhưng mà kết cuộc thì không xong. Đây là ông James, ông người đại diện dân biểu uh, ông ta là nằm trong Đảng Cộng hòa uh, dân biểu Oklahoma ông ta nói ngay lúc này đối với những người trên Hoa Kỳ rất là khó chịu rất là khó chịu nếu mà không có giải quyết được ngay biên giới của Hoa Kỳ trong lúc này và người dân của Hoa Kỳ muốn là chính phủ của Hoa Kỳ phải giải quyết về chuyện này Tại sao chúng ta không có chịu giải quyết cho xong về chuyện này? À, bà này đó là bà à, dân biểu ở bên Arizona. Bà đứng, bà nói, đây là những người trong Đảng Cộng Hòa của chúng tôi tự nhiên thay đổi ý định. Những người dân biểu trong Đảng Cộng Hòa họ chỉ muốn nói thôi, họ nói thôi chứ không làm gì hết. Đây là những người trong đảng dân đảng Cộng Hòa thì họ đưa ra hổng rài là vừa đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ họ bàn thảo với nhau về cái gì làm sao giải quyết ngay biên giới của Hoa Kỳ. Thì đảng Cộng Hòa họ không có chịu đồng ý, không chịu đồng ý về những cái gì mà giải quyết ngay biên giới của Hoa Kỳ. Chính của đảng Cộng Hòa là họ đòi những cái này, những cái kia, coi về biên giới của Hoa Kỳ, nhưng mà kết cuộc thì chính họ cũng là muốn đẩy ra. À, đại hỏi ông, ông này là người dân biểu nằm trong đảng Cộng Hòa, hỏi ông ta tại sao không cho cái bill này một cơ hội phải ghi coi sửa lợi hay như thế nào, chứ không thể nào một ba đá qua một bên. theo ông đó ông nói có lẽ là cái bill lần này đưa ra nó trở thành tồi tệ thêm nữa nằm trong đảng cộng hòa cho nên mới đá qua một bình hiện tại thì theo của đảng cộng hòa lại đưa ra thêm một cái đó là nói là bỏ đi về cái chuyện mà giải quyết ngay biên giới của hoa kỳ đi nhưng mà dẫn cho cái số tiền đó là 60 billion dollar cho quen, rồi 14 billion dollar cho bên Israel. Và 10 billion dollar giúp đỡ cho về chuyện mà thiên tai nằm bên kia. Rồi sau khi đó họ bàn thảo liên tiếp gần cả tiếng đồng hồ trở lên. rồi sau khi đó đảng cộng hòa họ coi bàn thảo mấy tiếng đồng hồ rồi họ không có quyết định được rồi kết cuộc thì ông mike johnson cũng nhảy lên báo cho biết là không có thành công có nghĩa là không có bầu được cho xong à trong lúc này của đảng cộng hòa thì họ muốn làm tiếp tục như vậy. Đó là cái tiếp nữa, đó là muốn kiếm cách làm sao để chi tố cái ông này là cái ông mà coi ở ngay biên giới của Hoa Kỳ. Sau khi mới lần rồi đưa lên đội chi tố ông đó nằm trong đảng Cộng Hòa, kết cuộc thì đảng Cộng Hòa có một số người họ coi cái chuyện đó là không có nên làm. Cho nên họ bầu ông chủ tịch của Hạ Viện đẩy qua một bên là không có đồng ý, thì ngay bây giờ thì ông chủ tịch Hạ Viện vẫn muốn như thường như vậy. Vẫn muốn đưa ông kia trì tố về cái chuyện mà ông kia giải quyết ở ngay biên giới của Hoa Kỳ. Đài hỏi chủ tịch của Hạ Viện tại sao mà ông tiếp tục làm như vậy. Trong khi đó, về cái chuyện mà À, ngay bây giờ mới lần rồi đưa lên mới về ngày hôm qua đưa lên bầu nói là phải hãy chi tố ông kia cái gì cái gì gì mà chi tố chưa xong cũng không có ai đồng ý gì cả kết cuộc thì không đâu giờ đâu tại sao bây giờ ông lại đi đưa thêm một lần nữa nói là phải bầu một lần nữa ông nói là hồi tối hôm qua là bị trục chặt chút xíu về vấn đề này nhưng mà đối với ý về mà hiện tại thì muốn tiếp tục nữa. Đó là muốn tiếp tục để mà chi tố ông này nè. Là cái ông coi ở ngay biên giới của Hoa Kỳ. Còn đây là của đài ABC báo cho chúng ta biết. Tuổi tác về những người đang đi tranh cử tổng thống trên Hoa Kỳ. Đó là cái cuộc đua mà đang chạy vô trong trò bạch ốc. Đó là đi tranh cử tổng thống hai người này nhìn thấy người nào cũng lớn tuổi hết mới đây nhất giữa ông joe biden là ông tổng thống hoa kỳ trong lúc này ông lần rồi ông phát biểu cũng lộn xộn sau khi đó tới ông trump cũng lên phát biểu cũng lộn xộn có nghĩa là hai người tính ra là hai người đều lớn tuổi hết Hồi tối hôm qua, ông Tổng thống Hoa Kỳ mới trở về tòa bạch ốc. Ông ta mới đi hai cái fundraising racing ở bên New York. Tất cả những cái này đều offline camera là không có quay lên quay phim. À, về cái chuyện mà của G7 của năm 2021. à ông ta đã nói chuyện với ông khô nhưng mà ông khô đã tính ra chết 4 năm về trước rồi nhưng mà ông châu bay nói là mới tối qua nói chuyện với ông khô đó là ông châu bay cũng lộn xộn ông khô với cái bà này ông nói chuyện với bà này mà ông tưởng nói chuyện với ông khô Um, theo của tòa bạch ốc nói là khi lần sau ông Joe Biden đứng lên phát biểu thì họ sẽ sửa những cái đó lại. Rồi vào bữa Chủ nhật vừa qua nằm ở bên Las Vegas, ông Tổng thống Joe Biden nói về ông Tổng thống ở bên Pháp, ông à Macron, à, nói lộn thành ông François Mitterrand. ông đó đã chết 1996, cũng là tổng thống bên Pháp mà đã chết lâu rồi. Đây là ông nói vào lúc đó đó, ngày hôm qua thì ông nói là ông France nói với ông, nhưng mà ông đó đã chết từ lâu rồi. Rồi cái đó là của ông Joe Biden bị, bị lộn xộn ha. Còn về ông Trump cũng y hệt như vậy. Hồi lần rồi ông Trump đứng lên phát biểu. Ông Trump lần rồi đứng lên phát biểu, kết cuộc thì phát biểu lộn. Ông Trump, ông đang nói chuyện về cái chuyện xảy ra vào ngày, ai, tháng một, ngày tháng 1, ngày 6 Tây. ông Trump ổng lộn, ổng lộn bà Nikki và một người khác. Nói lộn bà Nikki, đó là bà Nancy. Đó là ông Trump nói là bà Nikki là cái người coi về thì mà kiểm soát ở ngay tòa Bạch Ốc. Nhưng mà bà Nikki chưa bao giờ kiểm soát về ngay tòa Bạch Ốc vào ngày ngày 6 tây tháng 1 chân đó đó là bà kia thì tính ra ông Trump cũng nói lộn nếu mà ông Trump được đưa lên làm tổng thống à, vào tháng 11 này đó thì khi mà ông Trump hết làm tổng thống thì ông ta là 82 tuổi Ông Biden hiện tại ngay bây giờ là 81 tuổi, với tỷ ông làm xong cái tổng thống là ông trở thành là 86 tuổi. Hiện tại ngay bây giờ theo những người ủng hộ họ nói đây là tính ra tuổi tác, tuổi tác đó là một cái là họ đang lo cho hai người này tại hai người này người nào cũng già hết. Tất cả già thì bị lẫn, cái đó là bình thường, chứ không có phải gì lạ cả. Và khi mà hai người này lớn tuổi như vậy mà bị lẫn mà nói chuyện với những nước khác, thì những cái người mà tổng thống thống nước khác đó, thì nó trở thành như thế nào? À, theo được nhìn thấy đó là có 61% phần trăm những người trên hoa kỳ đó là họ đưa ra họ nói về cái tuổi rất là quan trọng đó là họ ủng hộ nói về cái tuổi đó có ba chục phần trăm những người trên hoa kỳ nói những cái người mà đi tranh cử tổng thống bảy chục tuổi là không có cho tranh cử nữa Bà Nikki Bả cũng đưa ra như vậy bà nói. Đây là chúng ta có phải là có hai người đang đi tranh cử tổng thống trên Hoa Kỳ. Chúng ta có muốn là hai người đó là hai người 80 tuổi hay không? Đó là của đài ABC báo cho biết nha. Tuổi tác cũng rất là quan trọng phải không? Yeah, tuổi tác rất là quan trọng. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày này nay. Đây là của đài ABC News báo cho biết. Đây là lần này đó Tòa án của Hoa Kỳ sẽ Một cái cây rất là lớn Ở trên tòa án Giống như cái tờ của ông Bush hồi xưa Cũng có một cái sự kiện lớn xảy ra Hồi lúc đó là năm 2000 Xảy ra Đây là cái câu hỏi Đó là ông cựu tổng thống Donald Trump Có phải ông ta À, có quyền đưa ra để mà kiếm cách để mà thay đổi về cái ý của mà tranh cử tổng thống mà ổng thua, ổng kiếm cách để mà thắng có được không. Cả luôn, đó là tính luôn, ổng dính dám tới cái chuyện mà tấn công vô trong quốc hội của Hoa Kỳ. Nếu một người như vậy, thì có thể đi tranh cử tổng thống trên Hoa Kỳ nữa được không? Đó là chuyện xảy ra vào ngày 6 tây tháng 1 hồi lúc trước. Ngay bây giờ đó, thì bên Colorado đưa ra nói là không cho ông Trump nằm cái tên ở trên phiếu bầu. Một trong những cái lực lệ kêu bằng lực lệ bừ bốn của amendment của trên Hoa Kỳ nó có để ở trong đó như thế nào đó thì đây là bên Colorado đưa cái đó ra xài. Sau khi về cái chuyện mà nội chiến của Hoa Kỳ từ hồi xưa, cái lực lệ đó đưa ra cho tới bây giờ. Cái lực lệ nói rõ ràng, không có người nào không có người nào mà đứng ra tiên thệ mà nói là đứng ủng hộ cho chính phủ của Hoa Kỳ, ủng hộ cho về cái luật của trên Hoa Kỳ. Sau khi đó, thì lại tấn công ông vô trong quốc hội của Hoa Kỳ. Và người đó sẽ không có được quyền làm bất cứ chức quyền gì của trong Hoa Kỳ chân á, đừng nói chi mà làm tổng thống. Đó là bên Colorado họ lấy ra cái lực đó để mà họ sai để mà họ đưa ra lý do tại sao mà họ không cho ông Trump cái tên của ông nằm ở trên cái phiếu bầu ở bên Colorado. Đó là bên tiểu bang bên đó thì họ bầu cử sau khi đó là họ đưa ra nói là không cho ông Trump um, ở trên phiếu bầu bên đó ngay bây giờ có nhiều tiểu bang trên Hoa Kỳ cũng đang định đưa ra cái chương trình như vậy để mà cái cách mà tẩy chay ông Trump không cho ông Trump đi tranh cử tổng thống ở tiểu bang của họ. Có một số tiểu bang thì họ không đồng ý cho lắm, có một số tiểu bang thì đợi. Ngay bây giờ coi tòa án bên Colorado tính như thế nào thì họ tính cái tiếp. Theo luật sư của ông Trump thì có một số đưa ra nói là ông Trump là không có nhúng tay vô cái chuyện mà tấn công vô trong quốc hội của Hoa Kỳ. Và về những cái gì của trong cái amendment, cái lực lệ của Hoa Kỳ không có tính với một người tổng thống của Hoa Kỳ, theo luật sư của ông Trump nói là vậy. À, và quốc hội phải đưa ra cái chương trình là phải tính cái trường hợp đó như thế nào thì theo luật sư của ông Trump nói là như vậy đó. À, còn luật sư của bên Colorado là họ đưa ra họ nói về cái luật của Hoa Kỳ đó là cái amendment của Hoa Kỳ đã có từ xưa và những gì viết ở trong đó đó là cái luật thì cái luật thì phải xài cho tất cả cho nên không có chia ra. và ông Trump là à, dúng tay vô cái chuyện mà tấn công vô trong quốc hội của Hoa Kỳ đó là phạm luật và phạm luật thì phải bị cấm không có cho tranh cử bất cứ cái gì chân đó đó là bên Colorado đưa ra đó là tất cả một điều mà tất cả đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, những người dân biểu đồng ý hết về chuyện này. Đây là cái này, cái case này phải đưa lên trên hình tòa án tối cao. Chỉ có tòa án tối cao của Hoa Kỳ mới được quyền xen vô. Và lần này tòa án tối cao của Hoa Kỳ phải giải quyết, phải đưa ra nói rõ ràng về cái mà 14 amendment của về thì ông tổng thống giải quyết về chuyện này trước rồi mới chính mới tính sao. OK, đó là của đài báo cho biết nhà rồi. Tới đây là Andy cũng xin tạm ngừng. Bye bye.